Dạ, La Tăng Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con ở trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý bà con cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, kính thưa quý bà con, thì tối nay La Tăng Sài Gòn cũng xin phép quay lại chia sẻ cái câu chuyện của là Túng Xà Lan và chị Hà. Thì kính thưa quý bà con, những ngày vừa qua cũng có rất nhiều cái nguồn thông tin và cũng có rất nhiều cái sự mâu thuẫn từ chính những người trong cuộc. Cụ thể nhất ở đây đó là anh Túng là một trong những người mà nằm trong cái diện tình nghi số 1 của là cái sự việc chị Hà té xà lan. Như theo lời mà trình bày đầu tiên của anh Túng thì hiện bây giờ chúng ta cũng là đang chờ kết quả của cơ quan điều tra, rồi người ta sẽ có một cái kết luận. Thì tạm thời chúng ta cũng tạm gọi là chị Hà té xà lan. Mình tôn trọng là tôn trọng những cái thuật ngữ ban đầu mà của những người trong cuộc họ đưa ra. Còn cái sự việc như thế nào thì chắc anh rằng sẽ có một ngày sáng tỏ. Đây là một vấn đề mà bản thân Lang Thang Sài Gòn cùng tất cả các anh em mà theo dõi sự việc này là có một niềm tin rất mãnh liệt, là một cái sự là sáng tỏ trong cái câu chuyện này. Cho nên là bà con cũng là hết sức an tâm cho cái vấn đề này. Hiện những ngày vừa qua thì Lang Thang Sài Gòn cũng nhận rất nhiều cái cuộc gọi của bà con hỏi rằng ồ, sự việc đó tới đâu rồi và Túng như thế nào. Thì tất cả mọi vấn đề thì cái như bà con cũng đã biết và cũng đã xem rất nhiều kênh anh em nó nói. Thì hiện bây giờ thì vẫn là chưa có một cái kết luận. Thì chúng ta tránh qua là bàn luận trên những cái ngôn từ, những cái gọi là luận điệu của một người chồng như anh Túng. Và bên cạnh đó là có những người thân của gia đình anh Túng như là dì Năm, dì Mười đó. Và hôm nay tôi cũng có phát hiện thêm một cái đoạn clip. Thì có một người có một người trong họ hàng của chị Hà là lúc đó là đi chung chiếc xe với là dì Năm. Thì sau khi mà cái sự việc đó quý vị, sau khi sự việc chị Hà mà té xà lan đó, theo cái lời ban đầu mình gọi cho nó dễ để bà con cũng dễ hình dung ha, thì cứ như là dì Năm có tiết lộ rằng là dì Năm cũng đã chuẩn bị bốn cái bao đồ chuẩn bị bốn bao đồ của chị Hà. Có nghĩa là cái người ta cái như khi mà chị Hà mà mất thì kể như là gia đình anh Túng thì không tìm trong vòng 2 ngày, không tìm trong vòng 2 ngày, đợi đến lúc mà những anh em YouTube xuống thì kể như mới gọi là đi tìm. Chứ thật sự ra thì anh Túng anh cũng tránh mạnh màng gì trong cái công tác gọi là tìm vợ mà kể như là do kể như là YouTube xuống rồi anh Túng anh mới là có động thái gọi là để mà như đêm hôm tôi chia sẻ, chẳng qua là để là qua mặt dư luận thôi. Chứ thật sự anh Túng cũng chẳng có một cái gì mạnh mà trong cái công tác mà tìm kiếm vợ con. Và cái vấn đề mà gia đình của anh Túng đã dồn vô đồ của chị Hà là 4 bao, dồn vô 4 bao đồ. Và dì Năm có hỏi một người bà con ở bên chị Hà, hỏi sau này là cái như là tìm được con Hà rồi, cơ quan chức năng người ta cái như là khám nghiệm khám đồ xong rồi thì Túng có tội hay không. Cái vấn đề chỗ cái câu hỏi của dì Năm với người thân của chị Hà như thế thì bà con nghĩ sao về câu hỏi này? Có nghĩa rằng cái sự việc lúc đó đó, lúc đó thì tất cả mọi vấn đề thì người ta chưa có một cái gọi là nghi vấn nhiều, đúng không vậy? Nhưng mà cái dì Năm đã hỏi một câu như thế rồi, thế thì thông qua cái câu từ của dì Năm hỏi người thân chị Hà như thế thì chúng ta phải hỏi ngược lại, thế thì cái thời điểm đó dì Năm đã biết những gì rồi? Dì Năm đã biết những gì trong câu chuyện này? Dì Năm đã rõ ràng hay chưa? Mà dì Năm lại là cái như là đi hỏi trước một cái như thế. Đây là một trong những cái mà sau khi tôi nghe cái vị này trình bày thì tôi cũng cảm thấy là rất bất ngờ. Có nghĩa rằng họ sợ đây đó, dì Năm sợ đây là sợ Túng kể như là có tội, sợ Túng là liên lụy, cho nên là hỏi trước. Dì Năm kỳ lắm quý vị. Đây là một trong những cái thông tin mà khi tôi nghe được những cái thông tin này tôi phải đặt một dấu hỏi rất lớn. Cái sự việc là người chết thì hiện bây giờ hiện cái thời điểm đó quý vị là gia đình của anh Túng là không có đi tìm. Gia đình anh Túng không có đi tìm.
mà kể như là đi chuẩn bị trước đồ đạc. À, đi chuẩn bị trước đồ đạc, câu hỏi chuẩn bị để làm chi? Trong cái đó là cái tử thi chưa có mà đã chuẩn bị trước đồ đạc là bỏ vào bốn bao đồ. Và dì Năm hỏi một câu như thế thì bà con nghĩ sao? À, bà con nghĩ sao? Có nghĩa rằng dì Năm đó nói đi nói lại cái bản chất vấn đề, người ta nói một câu là cái như là máu chảy ruột mềm quý vị. Có nghĩa rằng bây giờ dì Năm là rất lo cho anh Túng, chứ không phải là như dì Năm vô cái đám ma của chị Hà. À, nói là cái như là bây giờ tôi thương con Hà mà không thương thằng Tuấn. À, tôi nói dì Năm nói một câu rất dối lòng. À, dì Năm bây giờ tuổi cũng đã lớn rồi quý bà con, nhưng mà nói thật sự dì Năm có nhiều cái mà nói dối. À, nói dối là không tốt nha dì Năm. Nói dối là không tốt, có nghĩa là dì có sao nói vậy. À, có những cái là dì Năm nói thật. À, tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần là nói thật của dì Năm. Có nghĩa rằng dì Năm nói rằng cái con hãy thối lại cho thằng Tuấn đi, còn bao nhiêu là dì Năm kể như là bù. À, còn bao nhiêu là gì dì Năm tiếp cho. À, vay đi rồi còn bao nhiêu dì Năm tiếp cho. À, đó là cái lời nói thật của dì Năm, có nghĩa là dì Năm cũng đã tính trước cái bài là cái chia tài sản trước khi ly hôn. Đây là một cái vấn đề. À, và cái vấn đề dì Năm nói thật nữa là cái con mà ở dưới nó nữa là con chết. À, thì cái vấn đề đây chúng ta phải đặt lại một cái dấu hỏi lớn. Có những câu từ dì Năm nói rất thật, nhưng có những câu từ dì Năm nói cũng là mang chất rất là cái cũng là léo lưỡi. À, cũng nói nó cũng chẳng thật thà gì. À, và cái vấn đề thế này quý bà con, cái thời điểm mà anh Tuấn mà giật cái giấy tờ của chị Hà, cái gì giấy tờ của xà lan, sau khi chị Hà trình cán vụ, sau khi chị Hà trình cán vụ xong rồi lên bắt đầu là anh Tuấn giật cái giấy tờ đó và anh Tuấn đi cầm. À, anh Tuấn đi cầm mà số tiền sau này chị Hà là chuộc lại là 20.600.000 á. Bà con biết anh Tuấn đi với ai không? Đi với người vợ bé. À, bà con thấy ghê không? Đó, giật giấy tờ xà lan để đi cầm, đi chơi với người vợ bé. Bà con thấy ghê không quý vị? À, có trong đây có biết có anh có chú nào mà dám kiểu đó hay không? Có nghĩa là tài sản chung. À, mà con vợ đang cầm là giật một phát rồi dẫn con vợ bé đi trước mặt con vợ lớn luôn. Bà con thấy chơi kiểu Tuấn đâu, chơi quá kỳ à. Mà bây giờ đó, cái thời xưa có nghĩa rằng chia bao nhiêu thì anh Tuấn ảnh tiêu hết bao nhiêu, thậm chí còn tiêu âm. Anh còn tiêu âm à. Thì tôi hỏi quý bà con, tiền ở đâu mà anh Tuấn có mà nhiều đến mức bây giờ anh vỗ ngực xưng tên? Tí nữa tôi sẽ cho bà con nghe những cái đoạn mà lúc anh Tuấn anh say. À, lúc anh Tuấn anh say ảnh mới thể hiện ra là ảnh là một người đại gia thứ thiệt. Có nghĩa là sau khi chị Hà chết, Tuấn trở thành một đại gia. Đấy, anh tuyên bố luôn mà tiền ảnh bây giờ không thiếu, tiền ảnh rất nhiều. Đó, tiền ảnh nhiều lắm, anh có thể thay đổi cái xà lan mà 850 tấn này thành cái như là anh có thể là muốn mua cái xà lan mà khoảng từ 3.000 5.000 tấn là cái chuyện bình thường. À, anh nói anh có tiền chứ không phải anh không phải là người không có tiền. Đấy. À, lên cộng đồng mạng lúc xây là Tuấn là một đại gia thứ thiệt. À, bà con thấy không? Mà cái như tôi nghĩ là cái máu đại gia này là cái thời điểm sau khi chị Hà chết. À, chứ còn nếu mà chị Hà còn sống thì chắc ăn là anh Tuấn vẫn là nghèo sơ, nghèo sát, nghèo khạc ra to thôi. Chẳng qua cái nhà là cái chỗ là nương nấu, còn xà lan là phương tiện để làm ăn. À, còn trên ranh cái như là dưới cũng là đôi dép thôi. Chứ còn anh Tuấn ở đâu có cái gì đâu quý vị. À, một con người mặc cờ bạc rượu chè rồi gái gú đủ tất cả, cái như là gà nhím đồ đủ các kiểu, thì làm chi có chuyện mà có tiền dư. Yeah. Mà tôi hỏi quý bà con, những ngày vừa qua bà con cũng đã thấy rất rõ rồi, và bây giờ cái thông tin cũng có một số anh em nó cũng đã cái như là trao đổi đó, có nghĩa là anh Tuấn bây giờ anh cũng đang có những cái động thái gọi là rục rịch. À, bà con, anh Tuấn cũng đang có những động thái mà gọi là rục rịch quá nhiều. À, những ngày vừa qua là cả gì 10 gì năm cũng là chấp tay mà lạy rồi. À, tao lạy mày Tuấn ơi, mày cái mày uống say rồi mày lên cộng đồng mạng mày nói đi thì không ai cứu mày được. À, một cái vị mà ở chung ở cái như là trong cái một cái khu của dì Mười cũng đã lên cái như thể hiện rất rõ đó. À, là lúc mà Tuấn lên cộng đồng mạng, lúc ba chén lên đó lên cộng đồng mạng thách đấu là có gì kể như là dì Mười cũng chấp tay lạy Tuấn rồi, mà chẳng những là dì Mười chấp tay lạy mà cả Dượng Mười luôn. À, Dượng Mười cũng chấp tay lạy luôn. À, trên cái vấn đề á, đêm hôm tôi có chia sẻ một cái đoạn, có nghĩa rằng mọi cái hành động của A Sinh
lúc mà tìm kiếm chị Hà, Dượng 10 là một trong những người gọi là cái như là báo cho Tuấn là đắc lực. Cho nên cái hành động của A Xin là không thoát được cặp mắt của là Dượng 10. Cho nên vì sao đó mà A Xin là cái như là bà con nói một câu rất đúng là cái cây gai trong mắt của Tuấn. Đấy. Đây là một trong những cái mà chẳng những mà bà con nói đúng mà nó còn chính xác, nó còn trúng nữa. Đấy. Không cần phải chỉnh, một câu nói là nó thực sự của con rất chuẩn. Có nghĩa là như là sau khi vợ mà gọi là trượt chân nhảy chân đó, anh cũng nói là anh tìm cái hai cái ghe cào tới cào tất cả kiểu, nhưng mà chúng ta thấy rằng có một cái gọi là cái như là đi qua mắt thiên hà để mà đi tìm kiếm vợ vào cái như là lúc chập chọn tối thôi. Đấy. Chứ không phải là khuya, lúc chập chọn tối là lúc đó cái đoạn phim mà tôi nói quý vị đó, đoạn phim là nó khoảng tầm cái như là hơn 20 phút, một hơn 21 phút, mà tới 12 kênh YouTube cùng với là cái nhà của là anh Tuấn hình như là khoảng tầm là khoảng 8-9 kênh YouTube gì đó, và cái như là gia đình của anh Tuấn là có dì 10, có anh Tuấn, có dắt chúng 9 kênh YouTube và ba nhân vật đó là 12. Tôi nhớ rồi. Đấy, thì vấn đề thế này quý vị, cứ đi vào toàn là chỗ lục bình mà chỗ nào cũng là nghe mùi thối á. Đấy, các anh dắt chúng anh nói một câu, nó đi đông người mà người này phát hiện thối thì nói cho người kia, cho nên là đi đông người dễ tìm lắm. Nhưng mà đây là một trong những cái gọi là cái cuộc PA tìm kiếm. Đấy, để mà qua mặt cộng đồng, qua mặt hai đứa con. Đấy, và thậm chí rằng đây là một trong những cái cớ để sau này anh Tuấn ảnh còn cả như có những cái để mà anh giải trình. Anh nói tôi cũng có đi tìm kiếm. Đấy, nhưng bà con thấy là cứ ra mà ra chỗ cái ao bèo đấy mà toàn là nghe mùi thối không. Đấy, mà tôi nói chắc ăn đâu, hỏi lại cái như là cái lúc đó là cái như là có ông nào cái như ông đánh giấm hay không. Đấy, mà đi khoảng 15 phút là ông nào cũng là khen mùi thối. Đấy, mà nó cũng kỳ. Đấy không? Mà cứ lên cộng đồng mạng nó chỗ đây nghe mùi thối, chỗ kia nghe mùi thối, mà cuối cùng tìm không ra, ông nào ông nấy cũng là khấm bà thủy ông thủy. Mà tôi nói bà thủy ông thủy mà đâu nằm trong đám lục bình mà khấm. Đấy, mà cứ là cái khấm toàn là khấm bà thủy ông thủy, dắt chúng cạo đầu cũng liên quan đến là chỗ khấm bà thủy. Đấy, nó từ ngày mà phát hiện chị Hà lên á, rồi kể như là thấy cái tâm trạng nó bất an, cho nên nó phải cạo đầu để mà cho cái thanh tâm an lạc. Và nó hứa rằng nếu như trong vòng cái như là từ 15 ngày trở lại mà chị Hà không nổi lên thì nó không bao giờ nó xuất hiện trên YouTube nữa. Cho nên đây là cái như nó là cũng may cái là hôm nay em xuất hiện trên YouTube là do chị Hà có nổi lên. Cho nên là lời khấn nguyện của em là nó rất thiêng, cho nên là chị Hà mới nổi lên. Mà cái thằng đây nó dạy cái nó quên cái là móc sách, chứ không phải lời khấn của nó. Đấy, chị Hà nổi lên được thì nhờ móc sách. Mà cái vấn đề bà con biết sao mà thằng dắt chúng nó bất an, nó ngủ không được, nó phải cạo đầu không có gì. Do thầy của nó cũng bất an, ngủ không được, cạo đầu, nó cũng phải học theo thôi. Đấy, dắt chúng là đang học theo sư phụ đó. Sư phụ đó bà con thấy đi, tự nhiên vợ chết rồi không tìm vợ để cạo đầu lăn bóng nữa. Anh chị có một số bà con hỏi rằng xem thử là tóc của anh Tuấn cái thời điểm đó nó có thưa hay không, có nghĩa là ảnh lúc mà cái như là bà con nhớ một câu là ông bà xưa có nói một câu đó là chụp thành có tóc, không chụp thành chọc đầu, thấy không? Thì cái lúc mà giả sử như anh Tuấn tóc anh còn dài đó, có ai chụp hay không, xem tóc anh có đứt hay không. Đấy, có rụng được cọng nào không. Đấy, cho nên vấn đề là ảnh cạo đầu thì đây là cũng là một trong những cái mà chúng ta đang nằm trong cái dạng là cũng phải đặt một dấu hỏi. Có phải anh Tuấn là cái như là đầu tóc nó ngứa hay là thế nào khác không, và cái đấy có phải là cái phong cách của anh Tuấn trước giờ hay không, hay là trước giờ cái như là đỡ mái tóc bình thường đùng một cái cạo đầu, đây là phải đặt một cái dấu hỏi. Đó, cái tự nhiên mà vợ mà chết mà chưa tìm ra xác mà anh đến rảnh đến mức mà anh nghĩ đến chuyện cạo đầu là có một vấn đề. Đấy, đấy cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta phải cần suy nghĩ tới. Vợ cái chưa tìm ra xác mà anh cạo đầu, như dắt chúng là mình có thể chấp nhận được nha quý vị. Dắt chúng nó là chị Hà mà mọc, chị Hà mà phút lên là do nó cũng có một cái lời và khấn nguyện, cho nên bây giờ nó phải cạo đầu để cho nó ăn.